Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ giới thiệu với các bạn những món đồ chơi liên quan đến những khẩu súng mà nắp pin và nó kêu chéo 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 chú 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 gần như các bạn trai nào đó mà sử dụng trong nhà sẽ có một món đồ chơi này. Đây, cái khẩu này thì chỉ có giá 30 ngàn thôi. Này mình giới thiệu sơ thôi, còn nếu mà review chi tiết thì bạn nào thích thì khẩu nào thì mình sẽ review khẩu đó. Đây, khẩu này 30 ngàn này. Rồi, khẩu súng bạc to này thì đã có một video riêng cho khẩu này. Khẩu này nó có giá là 85 ngàn. Đó, nắp nắp pin giống y chang súng thiệt luôn, có ống ngắm luôn. Khẩu này nó còn rung rung, rung nữa nhé, có dây đeo luôn này. 85 ngàn. Đó, khẩu này cũng có một video review riêng, khẩu súng của Captain American. Khẩu này có giá là 65 ngàn. Này có báng này, có băng đạn này. Rồi, khẩu này cũng có băng đạn, có ống ngắm. Khẩu này có giá là 65 ngàn luôn. Cũng lắp pin nhé. Rồi, cái này thì nó không có lắp pin, khẩu này bắn đạn hít, nó có 6 viên đạn chúng ta nhét vào ba cái lỗ trên này. Đó. Nhét cái đạn này bắn khá xa các bạn, hơn chục mét ạ. Khẩu này cũng có làm video rồi này. Rồi, một khẩu súng côn có ống ngắm rất chi là đẹp. Khẩu này có giá là 40 ngàn thôi. Màu bạc trắng đỏ rất chi là đẹp, 40 ngàn một khẩu. Rồi, có cái màu xanh luôn. Rồi, cái này súng của Captain American có ngắm, có đạn bi, có đạn mút, có cái để làm mục tiêu để bắn luôn. Rất chi là đẹp. Khẩu này có giá 50 ngàn thôi. Ủa, quá rẻ luôn, rẻ hơn cả mấy khẩu kia nữa. Tính là mua khẩu này chơi vui hơn này, bắn ra được đạn luôn, 50 ngàn. Cái này cũng bắn đạn hít luôn. Một khẩu súng, một cây cung, ba cái tên cho cây cung, còn có lựu đạn, còn lựu đạn. Rồi, có cái mục tiêu để đặt lên để mình ngắm, mình bắn. Cái này có giá là... Ủa, có 60 ngàn đây. Quá rẻ luôn. Mua về cho mấy anh chơi này được bền vững. Rồi, xem nó còn đâu. Đây. Súng bộ đội được thiết kế tô vẽ theo kiểu rằn ri của bộ đội. Đó. Này, khẩu này 85 ngàn. Cũng chỉ lắp pin vào rồi kêu, nhưng mà nhìn nó rằn đi giống bộ đội này, giống như của mấy trong phim hay cầm. Có ông ngắm luôn, 85 ngàn. Rồi, khẩu này nó khác với những khẩu kia một điều đặc biệt là ở đây này, bắn ở trong này nó xoáy thì những cái trắng trắng này nó sẽ tung lên chú 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 quay vòng tròn đấy. Ở đây nó gọi là súng côn quay vòng tròn. Khẩu này thiết kế rất chỉ là đẹp, có giá là 60 ngàn luôn. Đây, một khẩu súng thiết kế theo kiểu bộ đội, có bán súng ở phía sau để nắp cho nó dài hơn, có dây đeo luôn. Đấy, dây đeo. Khẩu này có giá là 75 ngàn. Đây, nhỏ nhỏ thích mấy khẩu này đeo nhìn giống y chang. Rồi, đó là tất cả những khẩu súng côn ở trong nhà, súng nắp pin trong nhà mình. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Tấm con nào thì các bạn có thể mua hàng ở trên Zalo nhà mình nhé. Có số Zalo ở dưới comment nha. Rồi, cảm ơn.